dưới 10 củ thì mắc bình chấp tất cả các loại cùng phân khúc. Và đây là một trong ba cây được bạn Minh Anh Tú sử dụng, một chấm dành tặng cho bạn luôn. Wow, úi trời ơi, dùng nó để phá nếu bạn muốn ra lao, nhưng mà bình tĩnh nhá, kéo nhẹ điều hai dưới tâm bì. Nó gọi là sắc lẹt từ các bạn. Và bây giờ lại là một con kỹ thuật nữa, rút về long hoàng bình thường, cúp áp phê ba băng về đúng đây nhá. Kỹ thuật tặng bạn và kiểm soát lực. Nào, cho nói phét cái, phải nói là thưa các bạn, mắc bình là có thật. Nào, chích nhẹ một cái lại để điều bốn luôn đi. Chuột, ôi. Và bây giờ các bạn thích điều đường nào? Kéo thế này, ra đây, bình thường, con này không văng cho nên tự tin, cúp áp phê ra đây nhá. 10:30, các bạn thấy không? Không văng, siêu yên tâm. Và tiếp tục lại là đường kỹ thuật nữa. Chiu chiu về đây. Ok. 1:30 mắc bình luôn. Trời ơi. Nó gọi là không cần phải nghĩ. Nào, đẩy nhẹ ra đây. Bình thường lại là một đường kiểm soát lực nữa. Con gậy này siêu cảm nhận. 1 2 3 băng và về đây nhá. Nào xem đây các bạn. Chiu 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 chiu. Nó bị nhạy quá các bạn ạ. Và bây giờ nó lại còn hỗ trợ cả chính xác nữa. Ôi trời ơi. Và nhớ follow kênh ủng hộ cho Magic các bạn nhé.